Chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay một chút về mình sẽ unbox một chiếc ổ điện đa năng và đa năng thông minh, và mình sẽ có mức giá có mình đặt chỉ có gọi là 50.000 thôi mà mình được giảm còn 20.000 đấy ạ. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ quay một chút, mình sẽ bây giờ mới chính là cái đoạn là mình sẽ unbox cho anh em xem. Chắc là cái đoạn vừa nãy mình sẽ phải cắt anh em ạ. Bây giờ mình sẽ quay unbox thôi. Bây giờ mình sẽ quay một chút. Ok. Bây giờ mình sẽ mở hộp anh em nhá. Hôm nay mình sẽ unbox một loại ổ điện đa năng mà có cái công suất 2500W. Và cái ổ điện này là ổ điện mà có cái công nghệ gọi là, đây mình đặt cái loại dây 2m thôi chứ không, đây là nó mới rẻ hơn nhé, còn cái dây 5m, 8m nó cũng, thực ra cái ổ điện này cũng không đắt mấy đâu nhé. Ổ điện thì cũng nhiều loại hơn, bây giờ thì lựa chọn nó cũng dễ nhé. Bây giờ mình sẽ quay unbox thôi. Nói chung là cái công đoạn mở này là hơi, cái đoạn mở này mình quay cũng nhiều rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ gọi là quay một chút để cho anh em xem. Đây, mình chờ chút để mình lấy kéo phát. Em chờ chút nhé, để mình lấy kéo cắt ra cho nhanh. Nghe ạ. Đoạn này mình phải lấy kéo cắt ra cho nhanh thôi. Đoạn này mình sẽ quay unbox, nó phải gọi là nó phải chuyên nghiệp hơn, là mình sẽ dùng kéo. Nếu không dùng kéo ấy thì nó sẽ lâu hơn đấy. Mình không muốn để thời lượng nó dài thì mình sẽ quay review gọi là chi tiết một tí. Đây, ổ điện bên trong là đều đóng như này luôn anh em, khá là hay. Trong ổ điện là cũng có cái nút công tắc này. Đây là một ổ điện mà nó có tổng cộng là 4 ổ thôi, 4 ổ cắm. Và có cái thứ hai nữa là nó sẽ có hai cổng USB này, cắm khá là dễ anh em. Cái ổ này là ổ điện đa năng mà nó có 4 cổng USB. Và cái thiết kế của cái ổ điện này nó bằng nhựa. Và cái dây của nó ấy, dây nó sẽ to hơn. To hơn cái loại dây trước. Cái dây mà ổ điện mà nó cũ ấy, thì cũng như là bé, còn cái dây mà dây loại này ấy, thì chịu tải nó khá là lớn anh em ạ. Đây, mình sẽ quay một chút cho anh em xem về cái ổ điện đa năng này để xem là nó sẽ được ok không, thì mình sẽ quay một chút. Đây, mình sẽ cắm cho anh em xem. Đây, mình sẽ test cái ổ điện này. Thực ra 2m là cũng vừa đủ anh em ạ. Vừa đủ luôn. Đây, mình sẽ cố gắng là dán ổ điện vào đây. Khi mà đi qua mình sẽ dán ổ điện vào đây thì nó sẽ hay hơn. Và mình sẽ test thử cái, bây giờ sẽ cắm thử cái đèn này cho anh em xem này. Cái ổ điện này có một cái hay là mình có thể sạc điện thoại qua đây được anh em ạ. Có thể sạc được mọi thiết bị qua đây được anh em ạ. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ test thử cái khi mình cắm vào ấy thì mình sẽ bật lên. Đây, mình sẽ cắm thử cho anh em xem này. Đây, mình sẽ bật. Đấy. Ok anh em ạ, vẫn xài được. Đấy, đầu tiên là mình cứ bật. Cái ổ điện này ấy, nó có một cái nút công tắc ở đây, khi mà mình cắm vào ổ nào ấy thì mình sẽ bật ổ đấy lên thì mới có điện anh em ạ. Nếu muốn khi mà xài thì đơn giản thôi, mọi người cứ bật này lên là bên này có điện là mình cắm được rồi. Còn nếu mà bên này ấy thì bên này nói chung là mấy ổ này nó cũng nó là ổ cắm 3 chân. Có 4 ổ còn lại là đều là ổ cắm 3 chân hết. Và cái thứ hai nữa, đây là ổ điện có công suất là 220V và 10A 2000W anh em ạ. Cái ổ này công suất chịu tải được là tầm 2000W thôi. Trên mạng lúc đấy là mình đọc là 2500, nhưng thực ra cái ổ này ấy, công suất thật nó chỉ có 2000 thôi là cũng đủ khỏe rồi anh em ạ. Đủ tải được rồi. Đây, mình sẽ bật thử cái này nhá. À, mình sẽ bật đèn lên. Khi mà muốn tắt đi ấy, thì dễ. Đấy. Kiểu này khi mà mình cắm ấy mình có thể bật lên được anh em ạ. Còn cái đầu này là đầu cắm 3 chân anh em ạ. Nhưng mà mình cũng thấy là cái đầu cắm 3 chân này hợp với cắm cái
cụ sạc của máy tính ấy thì nó sẽ hợp lý hơn. Về thiết kế rẻ lại còn cắm được thì thấy ok rồi anh em ạ. Và đây là một trong những cái ổ điện mà giá quốc dân là rẻ nhất. Tất nhiên là 2m thì cắm nó lại vừa đẹp hơn anh em ạ. Khi mà mình để co phòng ấy, mình sẽ dán ổ điện vào đây thì nó sẽ dễ hơn anh em ạ. Đây là một trong những loại ổ điện mà nó có cái công suất phải chuẩn là 2000W. Và cái hay là dây to nhưng mà cái hay là nó khá là chắc chắn anh em ạ. Cái dây to nhưng khả năng cái chịu tải của điện ấy thì nó sẽ lớn hơn. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình xài thì mình cứ bật cái nút này lên là nó sẽ ánh sáng của đèn này anh em ạ. Khi mình để co thì cảm thấy sáng rất là dễ anh em ạ. Đây là cái đèn trước mình làm review rồi ấy, thì nó dễ hơn. Khi mình dán ấy, mình sẽ dùng cái loại băng dính hai mặt để mình sẽ dán vào ổ điện vào đây thì hay hơn. Bây giờ mình sẽ để co cho anh em, mình sẽ quay con đoạn là mình sẽ dán cái ổ điện vào bên này chút. Bây giờ mình sẽ quay lên. Anh quay ở đấy không? Không có gì đâu anh em ạ. Mình sẽ quay một chút cho anh em xem về cái đoạn là để co cái dán ổ điện vào. Đây băng dính ở bên này. Đậu kín. Mình sẽ lấy cái băng dính rồi. Em chờ chút mình kiểu băng dính phát. Tự nhiên làm không biết để băng dính mẹ lung tung, em thông cảm chút. Tự đi kiểu băng dính nó hơi khoai nên là chờ đi. Thôi, nói chung là clip review hôm nay mình cũng chỉ quay lên đây thôi. Nói chung là ổ điện này mọi người lưu ý một chút, khi mà mọi người xài ấy, khi mà mình cắm thử ấy, thì nó sẽ không bị lỏng quá hay là bị còn có lẽ ổ điện mà nó xanh xanh ấy thì có một cái vấn đề nữa là cắm nó hay bị chắc chắn và nó khó rút hơn, chứ cái này cắm nó vừa phải, nó không bị chặt. Và cái thiết kế của nó cũng khá là chắc chắn luôn, nó bằng nhựa nên khả năng là chịu tải của điện rất là lớn anh em. Nên khi mà xài mình cứ bật cái nút này lên thì nó sẽ lên anh em. Bây giờ anh em chờ chút để mình tìm cái cuộn băng dính để xem là nó bay đi đâu. Anh em chờ chút để mình kiếm cuộn băng dính, không biết là để đâu. Kiếm cuộn băng dính với lại để vứt lung tung, anh em thông cảm. Bây giờ mình sẽ kiếm. Giờ mình sẽ kiếm cuộn băng dính để xem nó để góc nào đây anh em ạ. Kiếm cuộn băng dính là hơi mệt đấy, không phải đơn giản đâu. Thôi đoạn này mình sẽ chỉ quay ở đây thôi, còn cái đoạn tìm này mình sẽ không quay nữa anh em nhé, bởi vì là mình sẽ quay sau, bởi vì ngày hôm nay mình chỉ làm đây thôi. Còn mình xin kết thúc clip ở đây nhá. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ like share cho mình để mình tiếp tục làm ra những. Đây là cái đoạn là mình quay một chút về cho anh em xem về cái đoạn ổ điện này. Có một cái hay là đây, cái nút này ấy, em biết đây, cái nút này nút bật này em này, khi mình bật ấy nó sẽ có một cái đèn đỏ ở đây, thì nó sẽ khi mình cắm điện vào thì nó sẽ có điện được anh em ạ. Nó sẽ giúp cho mình khi mà mình cắm điện ấy thì nó sẽ tiết kiệm điện. Và đây là cái ổ cổng USB thì nó sẽ có một cái hay là khi mình bật lên ấy thì nó sẽ có đèn đỏ ở đây báo để khi mình xài ấy, thì nó sẽ không bị tốn nhiều quá anh em. Cái phần này khi mà mình không xài đến thì mình tắt đi. Mấy nút này khi tắt đi ấy, thì nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được nhiều anh em. Và cái hay nữa, cái chất dây của nó anh em ạ, nó rất là dày. Và cái hay là khi mà cắm ấy, nó rất là chắc chắn luôn anh em ạ. Em đảm bảo khi mà mua ấy, thì nó có nhiều loại. Dây 2m thì nó sẽ dài nhanh thôi, còn cái loại dây 3m, 5m cũng có loại có loại dài hơn, thì lần sau thì cũng tính sau anh em ạ. Tại vì mình thấy coi khi mình dán băng dính hai mặt thì dán vào đây nó dễ hơn anh em ạ.
Kiểu điện này ấy, sờ khá là thích vì nó bằng nhựa anh em ạ. Còn nhựa nên là sờ khá là nhẹ luôn anh em ạ. Và cái hay nữa là cái ổ này ấy, nó có một cái hay là nó bằng nhựa nên khá chắc chắn anh em ạ. Và cái tiếp theo nữa là cái ổ này nó bằng nhựa nên tháo ra rất là dễ dàng anh em ạ. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha.